Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh. Hôm nay Tùng tiếp tục giao lưu quý vị một số cây bonsai đế đẹp nha quý vị. Tại cành đều, thân lắc, dáng thú quý vị. Như cũ này nè. Nó như con ốc. Địa chỉ mình ở ấp Hòa Thới, sau định Nguyên Gạo, tỉnh Tiền Giang. Số điện thoại 0339328187. Đó cũng là số Zalo nha quý vị. Hình thức mình bao ship nha quý vị. Trong quá trình quay có địa chỉ sót bị vui lòng bỏ qua nha quý vị. Rồi mình vô chi tiết cây số 1 vi. Rồi cây số 1 vi. Tay cành đều. Dáng cực nha quý vị. Cũng nở đế đẹp. Chiều cao 97. Phần đo ngay vị trí này nó 17 có hơn nha quý vị. Củ nở 26. Củ rất đẹp về. Đế đẹp luôn nha quý vị. Mã số 1 Zalo 700.000, bao ship quý vị toàn quốc luôn. Mới làm mới xử lý keo quý vị, nó còn dính. Rồi, mã số 2, bonsai lùng lực nha quý vị. Cây này rất đẹp, đế đẹp nữa. Củ nở. Chiều cao 35. Bành ở ngay trí này nó 17. Củ của nó là 25. Bông sai rất đẹp như vậy. Mã số 2 Zalo 500. Rồi mã số 3. Cái này đến điều 4 mặt luôn, đến lực luôn. Chiều cao 62. Bành nó 20 vậy. Cây bộ đấy là lực không nha vậy. Đấy điều 4 mặt luôn. Mã số 3 Zalo 700. 700.000 mã số 3 nha quý vị. Số 4. Dáng cực tàn thông quý vị. Chiều cao 93. Hoành ngay vị trí này nó 18. Cũ của nó là 28 nha quý vị. Đấy đẹp luôn. Đấy đều 4 mặt luôn quý vị. Mã số 4 Zalo 700 quý vị ơi. 700.000 mã số 4. Số 5. Để đẹp cũng ở tay cành đều. Chiều cao 79. Anh ngay trí này nó 16 hơn quý vị ơi. Cũ 21, xác còn rễ. Để đều 4 mặt luôn. Mã số 5 Zalo 700. Chiều cao 1m04. Bạn nghe vị trí này nó 17. Cũ của nó là 27. Cái đẹp như vậy. Mã số 6 Zalo 700. Mã số 7 vậy. Cây này gióc cây lực cây. Tay cành đều luôn. Chiều cao 66. Phần này vị trí này nó 17. Để đẹp nha vị. Cây này gióc cây. Tay cành lực nó thoát thân tầm tấc quý vị. Dàn cây này thoát thân tấc. Tấc 3. Mã số 7 Zalo 600. Nguồn ốc luôn. Cái này quá đẹp. Chiều cao 79 luôn. Số đẹp luôn, hình tài luôn. Vành nó 16, cái cũ nó lớn nha quý vị. Cũ nó tới 29 luôn. Đó. Tuy nhiên con rùa. Mã số 9 Zalo 1 triệu nha quý vị. Cái này gióc cây. 1 triệu mã số 9. Số 10. Chiều cao 46. Để qua. Phần vị trí này nó 22. Mã số 10 Zalo 700 quý vị ơi.
11 cũng ở chiều cao 69, hành của nó là 16 vậy, cũ đặt của nó là 29. Đây là quá quái. Má 11 cho luôn 1 triệu về. Cái này tay cầm đều dốc ngọn. Biết. Chiều cao 60. Phần này chiếc này nó 16. Cũ sắc con rể nó 21 nha mày. Đế mập nha, động đế là 12. Má 12 vô lô 800. Chiều 3. Chiều cao 71. Hình nó ngay vị trí này nó 17. Cũ đó là 21. Nở đế nha mày. Cái đế lực. Má 13 vô lô rồi 700. Dốc ngọn luôn. Chiều cao 70. Hình này chiếc này 16. Cũ của nó là 25 nha vậy. Để đẹp nha vậy, để nở đế. Má 14 vô lô 800. Chiều cao 99. Hồi nay chiếc này 17. Tóc phân nó chừng 5 phân ở bên. Tóc phân thân nó là 6 phân. Khá lùng nha vậy. Giới đẹp. Má 15 giao lưu 600. 600 ngàn được cái máy đẹp của bên. Dữ à. Đụng lực tay cành đều luôn. Nở đế, nở cũ luôn. Chiều cao 71. Hoành 20. Cũ đặt tròn nó 32 nha quý, quá trời cây. Rất đẹp ghê. Cái mã 16 này vô lô 1 triệu ghê. Chiều cao 87. Hoành là 15. Cũ là 28. Cái đẹp nha quý. Má 17 vô lô 600 mới về. 600 ngàn. Rồi lên má 18. Chiều cao 89. Anh ngay trí này nó 16. Cũ nó 24. Để đẹp luôn về. Má 18 vô lô 500 mới về. Đẹp như vậy. Thân một cốt dốc ngọn luôn kìa. Tay cần đều tứ diện luôn. Lực cây nha. Chiều cao 98. Cái cây này cũ rất đẹp. Khoảng 18. Thoát thân một tấc. Cũ nó 27. Để nó mập. Nở đế. Má 19 vô lô 1 triệu kìa. Mấy cây này nuôi lên tiền nha quý vị. Cây 20 cú clip nha quý vị. Đây, rất đẹp. Chiều cao 62. Hình của nó là 18. Cũ của nó là 29. 29. Rất đẹp quý vị. Rồi, mã 19 vô lô 900. Ở 19 cuối clip vậy. Rồi cuối clip ngày mới chúc quý vị dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý, thành công trong việc. Vị vui lòng đăng ký kênh, chia sẻ anh em cùng xem nha quý vị. Ủng hộ quý vị ơi.